thuộc 100 đề. Đâu cái mặt bạn nghèo mà tôi nó điệp. Ba con nữ dưng ra thằng đàn ông này tờ biến thái vậy. 400 lít được rồi. Về cái thằng này ui, có quả bông mèo đẹp vãi nồi anh em ạ. Em ơi, em tìm đi thôi, em đẩy với anh vào đây. Em tang anh. Thằng này mẹ rồi, trống quá đều qua được anh em ạ. Trống này sao quá liều nhá, đã thấy rồi. Sao gọn đồi nữa anh em. Để đứng đấy bốc máu với chúng tôi này. Két luôn. Sao kìa. Mãi mới tìm được tem bắn nghe mặt rỗi sưng luôn. Hello Trần Minh nhá. M16 nó fit rồi em ạ, không bắn được. Anh vừa tập bắn nó bắt đầu nhanh nhanh được tí thì nó fit luôn. Dành cả tuổi thanh xuân để đi tìm người nhưng mà tìm người đâu? Không có người. Chuyện đông vãi nổi anh em ạ. Đây cam thôi. Đông quá. Nước đã. Nào anh em. Bé cắt đô với chúng tôi. Còn cách đấy mình không đủ tự tin bắn nên là mình sẽ tiếp cận được hơn tí. Trình độ nó có hạn anh em. Anh lo được, anh em phải tin anh lo được. Mạng lag ít người xem, đời này bị bóp mà anh em ơi. Anh lo được, anh em yên tâm. Hợp lý không anh em? Đổi sang tay cầm dọc nha, xì xa. Ủa rồi bọn này thì mới đông lắm, phải bắn MK anh em ạ. Bắn MK thì chắc may ra bắn được. À còn mỗi một mình đang đấy thôi mà. Ôi mình cứ tưởng còn ai. Top 1 rồi anh em ạ. Top 1 rồi anh em ơi. Điên à. Về anh bot YouTube tầm trên 18, 19 kill anh bot thôi, 15 kill anh không bot đâu. 18, 19 kill chắc cắt highlight rồi anh em ạ. Đâu rồi? Tôi định phải để single mẹ nồi. Thỏ lên. Thằng đấy như ngoài bo hay sao anh em ạ? Kiểu gì là chập vào. Enemies ahead. Thì mày nó vẫn trong bo anh em ạ. Để anh lên anh trêu nó nhá. Này